À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video dòng game chiến tranh tổng lực Sugan 2. Mình là Tô Tan qua Tuyên Quang và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục cái chiến dịch của gia tộc Otomo, những đứa con của Thiên Chúa. Và ở tập trước thì các bạn cũng biết rồi, mình đã đang thực hiện cái cuộc chiến có thể nói là khá là thú vị ở khu vực này. Mình đưa các cái đơn vị quân của mình đang tiếp tục đưa các đơn vị quân như thế nào nhỉ? Gọi là thống nhất Nhật Bản, đúng rồi, thống nhất Nhật Bản. Nhưng mà ở tập trước thì mình xem là quân của mình thì nó cũng còn đây, nó có một cái thuyền, bắt cái thuyền này nó phát chơi nhỉ, may ha, đuổi chạy đâu à, đây à. À, con rời có thuyền pháo Black Ship. Đấu thử xem thằng nào ăn thằng nào. Đáng, nhưng mà trận này nếu mà có mấy cái thuyền bom hoặc là thuyền đấy thì mình mới ăn được, chứ thuyền không này hơi khó ăn Black Ship đấy. Nó bắt được con thuyền Black Ship, hổ báo phết. Mình chưa biết đi theo hướng nào, quyết định ở phía bên kia. Chúng ta ở đây. Không chắc lắm, mình nghĩ là mình sẽ cho hạm đội của mình nó đi dọc theo bờ biển này, đi theo hình zig zag. Nhưng mà đi vào đây sâu quá nhỉ, mà nó tít tận đằng này mà. Đi theo hình zig zag. Ở đấy, pháo của mình bắn được luôn này, bắn luôn, trước này chưa bắn được à? Mình nghĩ là mình sẽ cho thuyền đi theo hình zig zag. Mình nếu mà đánh kiểu này thì nó lại giống Napoleon rồi đấy, phải xoay lòng pháo liên tục để bắn đã, sau đó mới lại di chuyển tiếp. Why? Too important to lose. Con thuyền Black Ship nó bắn khủng thế. Hỏng mất hai khẩu pháo mình rồi. Ai chả. Cũng được đấy. Thuyền chơi ship thì mình không sợ. Ô, sửa. Black ship này bắn kinh đấy nhỉ. Our general is under threat, my lord. He's too important to lose. Kinh thật. Đây rồi. Tất cả anh em tập trung bắn con Black Ship cho anh. Tiếp tục sửa. Xoay ra đây. Tao bảo mày bắn cái mấy cái thuyền vớ vẩn này đâu. Cứ Black Ship mà bắn. Đúng rồi, tập trung lã vào con Black Ship.
Wow. Con này đứng lại đã. Tiếp tục sửa. Một con chịu đòn, tướng, con đấy là con chịu đòn. Our general is under threat, my lord. He's too important to lose. Rồi, bình tĩnh đi. Black Sheep cũng phải hỏng. Chúng ta cùng Tây với nhau cơ mà. Cố lên, cứ sửa đi. Sửa đã. Bắn đi. Bờ Black Sheep sắp bị bắt rồi. Con thuyền này bị hỏng mất 3 khẩu pháo nhưng mà vẫn còn đầy quân mà nhỉ? Có bắt được không nhỉ? Xem là kết thúc trận này có bắt được con Black Sheep không? Nó auto lắm, nhiều khi nó báo có khi. Ở đấy, lại không bắt được con Black Sheep rồi. Rất vớ vẩn nhá. Trong khi ba cái thằng này mình bắn chìm, cái Black Sheep này không bắt được. Rồi, dài. Tiếng pháo à. Tắt lòi mắt mà cũng chả hiệu quả. Vào đây để sửa đã. Thế mới đau lòng, tưởng bắt được con Black Sheep của nó rồi. Sono shinro wa kiken. Koe no itari ni zonjimasu. Koe no itari ni zonjimasu. Thử mấy con thuyền này nó đấy. Đứng đấy chắn cả quá. Koe no itari ni zonjimasu. Láo toét. Koe no itari ni zonjimasu. Hai, uesama, ho agero. Còn thằng nào chắn nữa không? À đây, lại lên được cái thằng này nữa. Vây cả oanh nhá. Để bọn dưới này nó xử. Chạy bọn kia chạy. Mày hả bưởi. Bỏ thuyền này đi. Đây sửa hai thuyền này. Rồi, lại ra đây, làm ăn tiếp. 4.000 ngay. Thôi rồi. Cái lượt này chắc cũng hết việc phải làm rồi. Có lẽ mình sẽ phải qua lượt đấy. Nhưng mà... Ừ, có việc gì nữa đâu. Chả còn việc gì nữa thôi. Tono. Ok, ok, ok. Thầy Tu của nó định chơi Matsuke của mình à? À. Ôi. Một thằng đi ra đấu với mấy thằng Matsuke kìa. Ui dồi ôi. Xong rồi. A lại chạy vòng ra đất này của anh. Ok. Thằng này nó đúng bị chán đời rồi. Đánh ba quân đoàn mình. Rồi. Rất là dũng cảm đấy. Lại chặn đường buôn của mình. Lại chặn đường buôn của mình. Lại phải cử mấy thiết tây xuống. Sao lúc nãy không bắt được Black Sheep nhỉ? Nên thật. Oanh nó như thế rồi mà vẫn chưa bắt được. Ôi giời, cái thuyền này thì dẹo mà. Hai,
Đây đây, sửa chữa đã. Đâu rồi? Không để thằng nào chiếm cả mình. Sửa thuyền đã. Lực lượng thầy tu là phải tiến lên trên này để sẵn sàng trị an những vùng đất mà mình kiểm soát được. Hay là có lẽ cũng không cần phải kích động bạo lực nữa. Kích nhiều quá. Ồ, đây có anh nông dân. Cái tỉnh này, tỉnh này vẫn đang có quân nổi loạn. Làm trận công thành nhỉ? Mesuke. Trừ 5% khả năng nguy cơ bị ám sát này. Ủa, quân thủ thành như này thì không sợ. Toàn lên ra. ご命令ください。その絵の忠誠を誓います。ご命令を。 Cho hạm đội xuống đây đã. Khu trên ổn rồi. Sửa. Có một chiếc hỏng nè. Hai, Ue-sama. Koe no itari ni zonjimasu. Rồi. Ơ, quên mất không xử lý bọn này rồi. Chết bố mất một Mesuke của mình. Điên thật. Khử ngay thằng thầy tu của nó. Đấy, bọn này luôn luôn ra quân ra đây để chặn đường biển của mình. Thâu phục được cuộc hạng. Âm mưu của chính sách. Kích động thành công. Đường biển bị chặn. Ý cả nhỉ ta xin mạch. Ô dưới ý nó mama nhỉ. Tugi nó mê lê ô cư đá sai. Kami nó gối xí ô cô nhỉ. Tô nó. Nàn nà lì tô ô mô xí tkê ô. Và. Phía Bắc có vẻ ổn đấy. Phía trên này nó có vẻ chặn gần hết đường biển rồi. Ai còn mỗi thằng này thôi. À, nó lại chở quân đi đánh nhau à? Thằng này thích chở quân không? Gì đây? Có 4 chiếc thuyền à? Cộng với quân ở trên thuyền này. Mình ghê lắm, nó có cái thuyền chiến kia kìa. Đánh auto mà mất quân chỗ này là mấy thằng kia nó quay lại nó đập mình là mình chết đấy. Xử lý gọn cái khu vực phía Bắc này nào.
Sao thời tiết gì mà trông ghê rợ này. Đến nào anh em. Ok. Anh em chơi Sugan thì phần lớn là chơi lục quân nhiều đúng không? Rất ít khi sử dụng hải quân. Nhưng với mình rất thích có một cái sự khác biệt gì đó. Mình thích chơi hải quân hơn. Lục quân mình sẽ không cần quá nhiều đơn vị quân đâu. Anh em chơi có thể là 5-6 đơn vị quân, nhưng mà mình chỉ cần 2-3 đơn vị quân thì đó thôi. Đủ để thống nhất Nhật Bản là được rồi. Còn mình sẽ phong tỏa. Nhật Bản là một đế quốc trên biển. Không có lý do gì để mà chúng ta lại không phát triển hải quân cả. Rồi. Một đế quốc trên biển mà không phát triển hải quân là một điều nghe nó hơi kinh đúng. Đạt tầm bắn rồi thì chúng ta bắt đầu có thể chuyển hướng sang như thế này. Chúng ta lại bắt đầu xoay đội hình. Rồi. Mình xem vị trí di chuyển của pháo. Của pháo mình. Đây rồi. Rồi. Chúng ta phải quan sát xem là thuyền của chúng ta nó sẽ di chuyển như thế nào. Bởi vì hải quân nó không giống như là lục quân, các bạn thể rất cơ động. Hải quân nó cần có cái sự bao quát để tầm nhìn, nhất là về những cái thuyền chậm chạp như chơi ship này. Đấy, nhất là cái thuyền bom này phải khử ra trước. Ôi, thuyền phá của nó kìa. Our general is under threat, my lord. He's too important to lose. Nó bắt đầu ném bom. Má nhà nó. Giết ngay mà. Tập trung giết cái thuyền pháo của nó cho anh. Sửa đi đã. He's too important to lose. Mày chết. Rồi. Được rồi đấy. Cái sửa đi. Không sợ đâu. Vì nó ném bom mà cho cháy khét lẹt này. Không sao. Cảm bước tiến của nó lại. Ở đây, nó đã đi ra hướng này rồi.
vòng lên đây. Rồi. Sửa. Lại phải sửa. Không thể yên được. Rồi. Viên bắn súng của chúng ta sẽ bắn. Cái thuyền tây nó có cái bọn Asmok ở bên trên thuyền nó bắn rồi. Ấm bọn. Thuyền nó đi vào tầm gần này mà chết. Được chưa? Những chuyện đánh như này không hề đơn giản đâu. Lăng quang phát ta có thể mất ngay một cái thuyền đấy. Mình đã có kinh nghiệm sương máu rồi mà. Rồi. Tono, go mei reo. Funa nori wa umi ni chiru mono da. Hop, Tono. Mira, cái này sửa tiếp. Ika ni otsukai moushiage mashou. Yoi no mama ni. Rồi. Tsukaremashita. Mình sẽ cần sự đảm bảo đây đấy. Có thể mình rút bớt một đơn vị này đi để làm giải phóng mấy cái tỉnh phía trên này đã. Tỉnh mấy ngày thì ổn rồi. Goyo desu ka? Những trận như này thì auto thôi, không cần phải đánh làm gì cho mất thời gian. Đánh cái bọn nổi dậy thì có ăn thua gì đâu. Chùa thì phải phá. Nhà thờ thì phải xây. Nhiệm vụ của chúng ta là như vậy. Tấn công cho Niigata Samurai. Úi dồi, tinh thần. Tấn công cho Niigata Samurai. Nhưng bọn này nó lại chẳng có thằng Niigata nào. Có thể sau chuyển sang phận. Hôm nay của nó vẫn đang bị nổi loạn. Cái vùng này có cái thằng này chưa chị An được. Hết lương thực rồi. Bãi trưởng. Hết lương thực đâu. Cái này thì nó không chịu lương thực. Cái tỉnh này xong mình xây cái ruộng lên là được. Ăn lương thực. Cứ quên mất mấy thằng này là nào nhỉ? Để nó khử mất mấy thằng Mesuke của mình rồi. Lại phong tỏa cả mình. Chưa thể chặn hoàn toàn được. Lại cho quân đi tiếp. Lại thêm một thằng con nữa. Sao mà lắm con lắm chó thế. Mày. Wow, trước này bị thương nặng quá nhỉ. Sửa. Trước này thì phải ăn tiếp. Không tới à. Không để nó thoát. Quay về đây. Sửa. Đánh auto nó nhiều khi nó tào lao lắm các bạn.
手にもなってるね。我が刀は殿のもの。影のごとく。一応膝はね。しもべでござる。だや。必ずなし遂げる。まあいい。Làm hạ sát mất hai thằng Mesuke mình. Căng nhỉ, hết tiền. Chết.Thành của nó vẫn có quân nổi loạn mà nó không thèm sửa. Đuổi Vin ra đi để chơi anh nhá. Mày chết này. Yorokonde otsukai moushiagemasu. Tono. Khu vực này. Meirei o. Tono ni kami no bokago. Mày lão. Oyobi deshou ka. Đi ra về đây để bảo vệ thầy tu đấy. Tono ni kami no bokago. Bảo vệ cha đạo đấy. Căng nhỉ. Oyobi deshou ka. Rất khó để có thể.殿への忠誠を誓います。ずっとあるわけ。ご命令を待ち申し上げます。船がまいんや。ずれにまけ船なんや。お命じよ。うわ、大衆のありどうだ。なちゅないけど、はっ、殿。みな、殿、ご命令を。お疲れします。死と栄光のために。Nó ra cái vùng biển chết đấy thì một vài lượt nữa là nó chết. Đây rồi. Nó không thể đứng ngoài đấy được. Đứng ngoài đấy là chết. À đây. Khỉ thật. Nó có cả quân trên thuyền. Tìm là diệt. Tìm và diệt. À, lại quay lại. Quay lại thì vẫn bị chết. Vẫn mất. Có cái hình đầu lâu kia là nó đang mất. À. Định giết thầy tu của mình. Cứ ngờ bị thầy tu mình nó phản đàn. Phản đàm. Ôi, đừng. Ôi. Chúng ta đã kéo đến rất đông. Across our territory are not producing enough food to supply all our castle towns. Resulting in food shortages in some provinces. As a matter of urgency, upgrade farms in any province to improve food supply. As persistent hunger will lead to an increase in discontent. Nên cái này lên là ok gì? Đâu rồi? Tono, 必ずや。殿に神のご加護。はい、けよ。わかりました。到達しました。Kệ nó. Phía trên này còn mỗi thằng vàng vàng này đưa quân đi lằng hoằng. Mà nó chạy biết bên ngoài rồi. À đây à. Đây à. Chìm xuống. Tao tìm mãi mới được mày. Ồ. Tốt rồi.
Mày ở đây à? Xong. Xong phim. Tiền này không dùng. Đơn vị này lượt sau sẽ chia tiếp cái tỉ trên nha. Tỉ này của nó vẫn không thèm diệt trừ quân phản loạn đi à? Natsuke cấp 3. Chết khá nhiều thể tu nhỉ. Rồi. Hai thằng này hết mất tiền. À, lại chạy vòng hàng sau anh. Ok. Lại định chơi thầy thu mình. Mẹ. Ôi. Ê. Chơi được mình. Sát phát hai thầy tu của mình rồi. Otono-sama. Otsukaeshimasu. Otsukaeshimasu. Tono, go meirei o. Shito, eikou no tame ni. Mày chạy đứng đến cái cảng biển của anh à? Mày chạy đứng đến cái cảng biển của anh à? Sửa trừ 3 thương thực quái quỷ trừ lương thực ngã ôm nhỉ. Quân nó đi đâu hết à? Mình bây giờ không đánh được. Đánh giờ này không có quân. Vừa thấy các thằng nó chạy lại vừa thằng này. Đây rồi. Đứng đây. Đóng vào đây ạ. さま、我が刀は殿のもの。はは。殿への忠誠を誓います。上郎様、ご命令を。いかにお使い申し上げましょう。 Mình đi lẻ tẻ không được à? Phải cho bọn Aegon nó đi thành một nhóm mới được. Đi một thằng là chết.
体を休めながら策略を練っております。殿に神のご加護を。殿、他に何か。Thôi cho chết mất sự kê đấy. Mày vừa giết thầy tu của anh phải không? Thế cơ mà, nó không đánh nhau với thiên gia của mình. Chơi luôn thầy tu của mình. Cái bác này phải giải quyết nhanh mới đảo đấy đã. Ho ho. Thế mà cái đảo này nhỉ? Biết sao chị A nó không lên được. À đây được rồi. Xây được nhà thờ lên là ổn rồi. À, lại vác quân đi. Lại cho quân theo đường bộ. Mình vừa nhìn thấy cái Black Ship thì phải. Nếu mình không nhầm, mình vừa mới nhìn thấy cái Black Ship. Lâng cái ruộng này đã. Black Ship ở đâu đó chỗ này. Black Sweep chạy đâu rồi? Black Sweep nó chạy mất rồi. Chết, nó quay lại đây nó đuổi mấy cái thuyền này thì mất đấy. お疲れ様。殿のためならば。はは。みんな。 Xem nó còn thuyền nữa. Đây này, phải xử được cái đảo này cơ. Xong rồi. Nan giải lắm chứ không phải đùa đâu. Nhiệm vụ của tôi là gì? 奇跡がなければ無理かと私の力ではできません。この辺の忠誠を誓います。ああ、なヘッピ kích động rồi。Tốt。もちろんです。Gì? Thằng thầy tu này định chơi đi ra mình à? Đi ra cấp 1 nó cũng đủ giết. お命じを。お家のために。お命じを。 Mình vừa nhìn thấy cho nó đưa thuyền chở quân đi đâu nhỉ? À đây. Thuyền chở quân. Haha. その進路は危険。 Nó đi ra ngoài này là nó chết hết. Nó buộc phải chạy vào mà. Căng quá nhỉ. Năm chiếc. いかにお使い申し上げましょう。Vùng nào đang xây dựng nhỉ?
殿に神のご加護を。さあ目指すところに到着いたし、殿お呼びでしょうか。殿のしもべでござりまする。殿座谈出来去。忍び足でお任せを。唐来没去不来。chưa có tiền để đánh nó thì đúng hơn. Lại một thằng nữa. Lại chạy vòng ngang sau lưng mình.Loạn dâng cao khỉ nhở, nhà Linza, nhà Metsuke, nhà thờ cao như này mà vẫn hỗn loạn dâng cao. Trừ ba luôn. Tono ni shitagaimasu. Jousen itashimasu. Tono no meizuru mama ni.進みまする。我が刀は殿のもの。今は休まねば。殿に神のご加護。殿のためならば。Lại được cái thằng này. Chặn đường biển quanh.Lại chui vào đây à? Ai cho mày vào? Ra vùng biển sâu mà ở. Tách đội thuyền này thành hai à? Không cần nhiều với bọn này, nó không cần nhiều lắm. Tono, 次のご命令はいかに？着実に進め。Được rồi, đảm bảo rằng không thằng nào có thể đi vào vùng biển của mình được. Tono ni kami no gokago. Ha, Tono. Iya, tsukare mashita. Tono, go meirei o. Tono, oyobi de shou.Mọi việc có vẻ ổn rồi đấy. Đến bao giờ mới giải quyết xong được cái vùng này đấy. Giết thằng tướng vào nó. Tono, nan nari to mou shi tsuke o.Chui đâu ra lại thêm một thằng thầy tu nữa đây này. Vãi thật. Vẫn trừ một. Tono ni shitagaimasu. Omeiji o.Lặn cho nước vào trong. Tốt rồi. Chiếm được điểm giao thương này khá tiền này. Khá nhiều cung nhỉ. Có 5 đội cung.ワネロお命じください。私はどういたしましょう。
hết tiền chưa thể đánh chiếm được. Ai. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.